Theo Tổng cục Hải quan, chỉ riêng tháng 9 năm nay, xuất khẩu cá tra của Việt Nam được 194 triệu đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ rất phấn khởi khi có thêm nhiều đơn đặt hàng mới từ phía đối tác nước ngoài. Tính đến hết tháng 9, tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam đã đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 83% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tăng đột biến gấp 2, gấp 3 lần ở nhiều thị trường như là Trung Quốc, Brazil, Thái Lan, Anh, Hà Lan, Australia, Singapore, vân vân. Ấn tượng hơn cả là trong tháng 9 đã xuất sang thị trường Đức tăng gấp 41 lần và sang Peru tăng gấp 17 lần so với cùng kỳ năm trước. Tại thành phố Cần Thơ có khoảng 30 công ty xuất khẩu cá tra, gần 45% số doanh nghiệp cho biết đã tăng đơn hàng xuất khẩu trong quý tư năm nay. Các đơn hàng đã nhích lên rõ rệt trong tháng 10 là tháng đỉnh điểm của mùa giao dịch cuối năm. Tuy nhiên, hiện nguồn cung cá tra nguyên liệu tại nhiều địa phương đang giảm, giá cá nguyên liệu đang tăng lên. Các doanh nghiệp mong muốn giá cá tra xuất khẩu sang các thị trường sẽ ổn định hoặc tăng trở lại để đạt mức thu về 2,5 tỷ đô la Mỹ từ con cá tra cho Việt Nam.